xong rồi vứt đi làm sao đi đây rồi đợi đĩa xong nó tan rồi, nó tan rồi đấy. Cố để mà chạy đi. Đi đâu đấy? Qua rồi. Yếu như xe. À, sau này cái bơm rút đây gì? Góc này gì? Vâng. Quay cái sợi này, quay ra thôi. Hả? Quay là tư liệu thôi ạ. Cái 6 cái phân, cái nắp cổ kia. Cứ mà xem nó chia, nếu mà xây thì vậy chia được cái chung này. Thì cũng đẩy ra đây thì cái chung này không tế nhìn cái chung vào cửa. Nửa xe nữa. Cửa 28 nha, mà tổng này có 48. Cửa 28 với 6 phần. Bà bên bà. Có này không chạy qua chỗ gần này Tuấn nữa. Cái này cẩn thận quay cả thợ xây. Quay em đúng kỹ thuật không về phải góp ý ạ. Vâng. Mét à? Mét vào đúng nước rồi. Thế đó mà nó trong kiểu bây giờ mẹ bên trong rồi. Thẳng tưng luôn. Mai là hai ông cũng đã có ở trên bi đấy, hai cái bi, mai mở bi xem có đấy. Có luôn thì tối nay là có rồi. Thì mẹ nó lại đưa mình sang Mỹ xây thì đi đéo được rồi. Nổi tiếng. Sang Mỹ xây thì đi đéo rồi. Ông sáng ấy chỉ xây bướm thôi. Đấy sang Mỹ là xây. Không cái thời tiết Việt Nam thì ai cũng quen rồi, không lệch vào đâu rồi. Mưa buồn mát đi ra. Cái nắp này anh Thủy không lấy cái gì đậy vào mình cũng à? Thủy ơi, quên rồi, bịt đục ra bịt luôn rồi đi. Năm 6 phần qua rồi mua mình cái đợt bịt sẽ năm nổi bán 2009, 2009 bịt bẻ vậy 160 triệu. Đi sang đảo Hawaii, Mỹ để trồng cỏ. Ngày đây nó hot đấy, kiểu vụ ấy hay đi nước ngoài. Cái đợt đấy thằng trưởng phòng có đi buổi mẹ bố tiền với bán nhà đóng nghịt mẹ, bây giờ mà không xây nhà mà đi chẳng mấy không làm ăn thua lỗ và đi cả bọn con rất vào đâu đứng đường buổi dám chơi. Tiền dư rồi dám đi chơi cho biết, nhưng mà tiền chết là không dám chơi, nguy hiểm đánh đổi quá. Ông dạo trước khi ông đi ông mua mẹ cái bạt cho vợ con ông, xong ông đi vẫn để một khoản mua cái bạt ra. Mẹ đéo phải bạt thì mẹ nhà có đàng hoàng, đất có đàng hoàng. Cái kia bảo không nó ở đâu. Đó chính là cái giờ nó tôm sau mình đặt lên giống gạch đấy. Tức là cái này của tôi thà làm máng không có đồng bằng của tôn. Nó đi có nhanh. Rồi nó không sợ nó vẫn còn cái mép đấy. Cái máng này nó phải làm sao? Cân. Gò máng khoảng ví dụ như 2 phân úp chạy thôi. Đó thì mình dập. Dập thành cái u. Úp vào cái viên gạch 5 phân đấy. Mình chỉ ra nổi cái 2 phân này mình cắn nước thôi. Đi rồi, ép kia đến đấy mà nó bắn bắt cá, đi đâu uốn nó không lắm. Con đặt đi đâu? Nó có một cái nữa là bên trong nó đang phân nữa, nó vẫn xuất phát từ chân đấy, khi kiểu sau văng này cái gió lùa đấy lại có thể cái cục điều hòa bên chỗ nóc phần rồi nó cao hơn, nhưng mà nó cao lên nhưng mà chân nó vẫn bằng thằng chân kia. Anh hiểu em? Đủ đấy, đủ đấy, đủ đấy. Hai nó tơn đè nhau vào, nhưng mà cái chân nó vẫn phát một cái là dốc hơn một cái thì ấy hơn đấy. Đấy, thế là nâng cái đầu kia lên đúng không? Nâng cái má kia lên 1m7 đúng không? Cái vứa nó dọn bẫy ở đây cái nào mà khả năng làm luôn theo đấy. Cọp xe tiện xa một cái này. Nếu lỡ xây thế thì tất nhiên phải làm cái này. Không biết là an toàn, sợ nước, nhất là nước thôi. Đấy không phải quay đây, có cả thợ Tây rồi. Đấy thợ Tây vừa nghe tiếng chưa? Đấy có thợ Tây nói chứ không phải quay làm gì đâu. Đây hẳn tầm rồi. Chính có cả thợ Tây nó quay lên. Quay là đưa lên YouTube thật đấy. Cho anh em mới vào nghề anh em học hỏi. Các anh em 9x mới vào nghề Alo. Tôi còn nước được phim này ta. Alo. 58A. Còn gì có 58B. Ở ngay chỗ nhà xanh nó mai này xanh nhà đỏ. Ba là cái an bây giờ nó bảo là ý là nó là xây bên cạnh cái này là luôn là xây cạnh nhà luôn và chát ngon này phát được mai cái máng nó đặt lên phát là ra ngoài này cũng nhìn cái máng nó như nhà kia kìa thì nước nó rớt vào đấy nó chạy ra ngoài mét tường thôi nó không ảnh hưởng gì cả. Mai có một nhà khác nó làm cái làm cái lá tô nó dốc vào phát là xong. Làm chỗ này mình hơi chơi nước vào trong nhà. Đây thì nó chỉ làm cái lá tôn giống trống thấm ấy. Nó phi thì cạnh chát nhà nó phi vào. Thì tôi thôi, nhìn thấy gà tôi chạy thôi. Nhìn nhà kia kìa. Bạn mua cái gạch chim cạch nhà Quân đấy thì gì nữa à? Đúng rồi. Mua gạch xi măng nhà Quân mua ốp mấy cái gạch trên sân thượng đây, nó đây. Ở đấy đúng rồi đấy, nó đây. 20. 20. Cái này là mình đấy thằng đấy trước à hay không? Mới mua cái đấy thì cứ để ô cái trước như này mai về chặt to. 5 viên thì để 1 mét. Mét này mấy phân gì đó, mét này 2 phân. Từ cao thì mét 2 thì nó cái đấy mình chỉ nhặt đi chứ từ cao. Cao chia ra để nhặt không úp. Kiểu như này nó 5 hàng thì 1 mét. Đúng đấy, gạch đó nó đây. 8 hàng lên 5 mét 6. 6. Đấy 5 hàng thôi. Chúng ta 5 hàng thôi. Đấy gạch Quân đấy, mua gạch của Quân đây. Mình nó tìm vào khu này thôi. Chút xíu thì hỏi nhưng mà còn nhậu cái ép gạch bằng trang trí để làm. Đây cái gì?